Thưa quý vị, sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 9 để đánh giá tình hình các mặt công tác quý 3, 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022, cho ý kiến một số nội dung theo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ thành phố tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Qua đánh giá trong quý 3 và 9 tháng đầu năm, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, thực hiện và bám sát các chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đạt kết quả khá tích cực. Việc triển khai đề án phân cấp ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố dần đi vào nền nếp. Một số đề án nội dung theo nghị quyết, chương trình làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022 triển khai còn chậm, xin gia hạn nhiều lần. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn. Về tình hình phát triển kinh tế xã hội, mặc dù vẫn còn đang chịu tác động nặng nề lâu dài của đại dịch COVID-19, sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, kinh tế thành phố đang hồi phục tích cực. GDP quý 3 năm 2022 thì ước tăng đến 39,2%. Đây là con số rất là kỷ lục từ trước nay. Tuy nhiên là chúng ta phải nhìn nhận cái này là nó được tăng trưởng ở cái mức độ rất là thấp so với năm 2021. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, GDP của chúng ta đã tăng trưởng được 16,7%. Đây cũng là một con số kỷ lục. Với những kết quả trên, Đà Nẵng đã xếp thứ 4 trên 63 tỉnh thành phố về tốc độ tăng trưởng GDP và xếp thứ 3 trên 14 tỉnh thành phố trong khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Đồng thời, là đứng đầu trong 5 tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về quy mô và tốc độ tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, mặc dù kinh tế thành phố dần phục hồi, nhưng một số lĩnh vực vẫn còn gặp khó khăn. Một số vấn đề xã hội nổi lên cũng cần có sự quan tâm, định hướng để ra giải pháp khắc phục kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhưng còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nổi lên tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên và tội phạm công nghệ cao. Tai nạn giao thông thì tăng cả 3 tiêu chí. Tôi đề nghị các đồng chí làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém, những khó khăn vướng mắc phải giải quyết và những thách thức đang phải vượt qua. Dự báo những vấn đề, những kịch bản từ nay đến cuối năm và đưa ra những kiến nghị đề xuất để hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ đã được đề ra trong năm 2022. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đã thông tin đến toàn thể hội nghị kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo chương trình làm việc, tại hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng theo chương trình làm việc và quy chế làm việc của Thành ủy. Trong đó có dự thảo đề án thành lập khu phi thuế quan thành phố Đà Nẵng, đề án phát triển nguồn nhân lực khu vực tư tại một số ngành lĩnh vực mũi nhọn của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.